đăng ký những cái môn mà các bạn đã bị tạch. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Tôi Là Bùi. Yeah. Lại là một chiếc video đánh dấu sự trở lại của mình sau một chuỗi ngày đằng đẵng mình không ra video. Không phải là do mình lười mà là bởi vì mình vừa trải qua một kỳ thi học kỳ siêu căng thẳng. Kỳ vừa rồi thì chưa phải là kỳ cuối cùng mình học ở bách khoa xong là mình ra trường, mà là cái kỳ cuối cùng mình đến trường đi học và thi các môn đó. Thế nên là cái kỳ vừa rồi thì mình cũng khá là căng thẳng, bởi vì nó không chỉ là cái kỳ cuối cùng mà nó còn là cái kỳ mà kiểu nó dồn rất là nhiều các cái đầu điểm. Bởi vì kỳ vừa rồi mình vẫn học đến tận mười mấy tín, mình nhớ không nhầm là 14 hay 16 tín. Nó vẫn là một cái kỳ rất là nặng điểm, nặng về điểm để có thể quyết định cái CPA xem là mình sẽ tốt nghiệp loại nào ạ. Nó là một cái kỳ mà rất là nhiều điểm và rất là mệt mỏi. Thế nên là mình đã quyết định dừng ra video trong khoảng một tháng ôn thi. Và bây giờ thì mình đã trở lại rồi đây. À, trong cái kỳ học vừa rồi cũng là cái kỳ học gọi là cuối cùng mà kiểu điên loạn ở trường ạ, thì mình đã rút ra được rất là nhiều bài học mà mình tin rằng nó sẽ có ích với cả các bạn sinh viên năm 1, năm 2, năm 3 đó. Và giờ thì mình sẽ chia sẻ những cái bài học đấy với các bạn. Mình mong là những cái bài học đó sẽ giúp cho các bạn không hối hận như là mình, cũng như là một vài bạn bè của mình khi mà đến năm 4 mình ngỡ ngàng bật ngửa. Giờ đi cùng bắt đầu nhé. Let's go. Bài học đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đến mọi người đấy là hãy học tiếng Anh đi. Hãy học tiếng Anh đi, please, học tiếng Anh. Hãy học tiếng Anh đi. Mình thấy có rất là nhiều bạn chủ quan, nghĩ rằng là năm nhất, năm 2, năm 3 thì chưa cần phải học tiếng Anh, cứ để đến năm 4 cũng được. Và nếu như bạn chưa biết thì sinh viên bách khoa muốn ra được trường sẽ phải có một cái bằng TOEIC tối thiểu 500. Các bạn có thể lựa chọn là thi TOEIC quốc tế hay là thi TOEIC nội bộ, là một cái kỳ thi tiếng Anh của bách khoa. Thì cái này mình đã nói rất là nhiều ở trong các video trước rồi. Và các bạn nghĩ rằng lấy được cái điểm này thì dễ và không nhất thiết là phải học từ quá là sớm, từ năm nhất, năm 2, năm 3 không cần thiết, mà có thể để đến năm 4 mới học cũng được. Tuy nhiên đây là một sai lầm rất là to nếu như các bạn để đến năm 4 mới học tiếng Anh. Mình đồng ý là với một số bạn thì cái việc đạt được 500 nó không quá là khó. Các bạn chỉ cần ôn đề các thứ xong các bạn đi thi, các bạn cũng được khoảng 500, 500 rưỡi, 600 rồi. Tuy nhiên với rất nhiều bạn khác thì việc đạt được 500 không dễ. Và theo như thông tin mà mình đọc được á, thì nó sẽ có một cái mốc thời gian, tức là cái mốc thời gian các bạn nhận được đồ án tốt nghiệp. Đó, nếu như mà các bạn chưa đến cái thời điểm mà các bạn nhận cái đề tài làm tốt nghiệp á, và các bạn vẫn chưa có bằng TOEIC thì các bạn sẽ tết đi, chưa được làm gì hết, không được làm gì cả. Cái tiếng Anh nó là cái điều kiện tối thiểu để các bạn có thể ra được trường ấy. Và đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra đến lúc đấy, thì nào là tốt nghiệp muộn mãi không ra được trường, nào là để đến năm 4 mới thi thì bắt đầu cuống cuồng cuồng nên lo rất là nhiều việc và không thể nào mà tập trung vào thi cử các thứ được. Vừa TOEIC rồi lại vừa làm đủ thứ việc, đi làm thêm, đi thực tập, rồi là các thể loại vân vân và mây mây, nó sẽ giữ chân các bạn và khiến cho các bạn không thể nào tập trung mà ôn thi được. Chưa kể đến nếu như bạn nào mà giống như mình là cái kỳ 1 năm 4 á, là cái kỳ mà mình đăng ký nốt những cái môn còn lại mà mình chưa học để đến kỳ 2 mình được rảnh á, mà các bạn lại còn thi TOEIC trùng vào cái thời điểm đó, thì cái lịch thi lúc đấy á mọi người, nó sẽ bắt đầu gối lên nhau, nó chèn lên nhau. Như kiểu lịch thi môn này môn kia nó sẽ trùng với cả lịch thi TOEIC của các bạn. Và boom, đến lúc đấy thì các bạn sẽ phải lựa chọn, một là sẽ trượt môn kia và hai là mất tiền thi TOEIC lại đăng ký lại từ đầu. Túm lại, nếu như các bạn vẫn chưa bước sang năm 4 và các bạn vẫn đang ở năm 1, năm 2, năm 3 thì hãy tranh thủ đi học tiếng Anh. Và thời điểm mình nghĩ là phù hợp nhất để các bạn thi TOEIC chính là vào cái khoảng năm 2, năm 3. Các bạn bắt đầu thi dần đi, bởi vì cái hạn của bằng TOEIC nó có đến 2 năm cơ. Thế nên là mọi người cứ thi dần đi, để đến khi mà mọi người bước sang năm 4, mọi người đã có những cái điều kiện tối thiểu rồi, thì mọi người sẽ chỉ cần lo những cái việc của năm 4 là đi thực tập rồi là làm khóa luận vân vân ở mây mây thôi. Mọi người sẽ bớt được một cái gánh nặng tiếng Anh đi. Nếu như mà các bạn vẫn còn chưa rõ về thông tin của kỳ thi TOEIC quốc tế cũng như là thông tin của kỳ thi TOEIC nội bộ ở trường bách khoa thì có thể tham khảo video này của mình hoặc là video này, hai video đều ok. Mọi người có thể vào đây để xem là hình thức thi như thế nào hay là lộ trình ôn thi ra làm sao nhá. Mọi người có thể vào đây tham khảo nè. Bài học thứ hai đấy là hãy tranh thủ thời gian năm 2, năm 3, năm 4. Xin lỗi, năm 2, năm 3. Đấy là hãy tranh thủ thời gian của năm 1, năm 2, năm 3. Lúc đấy chúng ta vẫn đang rảnh rỗi, hãy tranh thủ cái khoảng thời gian đó để làm đầy CV của các bạn. Mình không phủ nhận
tầm quan trọng của việc học, tức là học để lấy GPA rồi là CPA thật là cao để có thể tốt nghiệp loại giỏi, loại khá. Nhưng mà bên cạnh cái điểm thì cái việc mà bổ sung cho CV của chúng ta thêm đầy đặn bằng cách là tham gia các hoạt động tình nguyện, tham gia hoạt động cộng đồng, rồi là đi làm thêm, những cái đó cũng rất là quan trọng nha mọi người nhá. Năm 4 sẽ là một cái năm mà nó không còn nặng về cái vấn đề học nữa rồi mọi người ạ, mà nó sẽ nặng về cái vấn đề đi thực tập, rồi là xin đi làm vân vân và mây mây. Đến lúc đó thì chúng ta sẽ không có đủ thời gian để chúng ta làm đầy cái CV của chúng ta nữa, mà chúng ta sẽ phải có một cái CV gọi là tạm đầy đặn để đi apply rồi. Thế nên là hãy tranh thủ những cái năm mà vẫn còn rảnh, vẫn còn chỉ có mỗi học không thôi, không phải lo nhiều, quá là nhiều vấn đề khác. Hãy tranh thủ cái khoảng thời gian đó để tranh thủ đi làm thêm, làm về những cái lĩnh vực mà bạn quan tâm, hay là đi thực tập ở những cái công ty ở bên ngoài. Tóm lại là hãy làm một cái gì đó, hoặc là các bạn có thể tham gia câu lạc bộ cũng được. Túm lại là phải làm cái gì đấy để cho cái CV của các bạn nó không trống trơn. Việc thứ ba mà các bạn nên làm để sau này đến năm 4 các bạn không hối hận, đấy là hãy học lại, học bổ sung trước khi quá muộn. Để làm được điều này thì các bạn sẽ phải tranh thủ những cái kỳ hè các bạn đăng ký những cái môn mà các bạn đã bị tạch. Tạch. Ôi bây giờ mình nghĩ là cái từ này mình vẫn thấy sợ. Hãy tranh thủ kỳ hè, hay là tranh thủ những cái kỳ nào mà nó giãn một chút, nó nhiều môn chuyên ngành một chút, các bạn tranh thủ các bạn đăng ký cái môn mà các bạn đã bị trượt để học lại vào những cái kỳ đó. Trước đây thì mình nhận được rất là nhiều lời khuyên theo kiểu như thế này, đấy là hãy để đến năm 4 rồi học lại một thể, rồi là hãy để đến năm 4 rồi dồn kiểu mấy cái môn thể dục vào để học lại vào năm 4, vân vân. Rất là nhiều người cứ bảo là hãy dồn vào năm 4. Nhưng mà mình thì hoàn toàn phản đối quan điểm này nhá mọi người nhá. Mặc dù năm 4 có thể nhiều người nhìn vào thì thấy khá là rảnh, đi thực tập rồi là làm khóa luận khá là nhiều thời gian, nhưng mà không mọi người ạ, việc học lại vào năm 4 nó có rất là nhiều bất cập. Nó bất cập ở cái này này các bạn này, mình đã để ý rồi, có rất là nhiều bạn của mình, ví dụ như các bạn ấy trượt môn đại số chẳng hạn đi, và các bạn ấy đã không học lại cái môn này vào năm 2, năm 3, mà các bạn ấy để dành vào năm 4. Nhưng điều gì xảy ra? Điều gì xảy ra cho các bạn? Ấy là năm 4 nó lại không mở cái môn này nữa các bạn ạ. Nó lại không mở nữa. Cái kỳ mà các bạn ấy muốn học môn đại số này này, nó lại không mở môn đại số nữa. Thế là thôi, các bạn sẽ phải chờ đến kỳ sau, và rất có thể là các bạn sẽ ra trường muộn chỉ vì cái môn đại số. Chưa kể đến nhá các bạn nhá, đến khi mà các bạn đã lên năm 4 rồi ấy, mà kiểu nó bắt đầu nó oải ấy mọi người, sau 4 năm học thật sự là nó oải ấy, và đến cái lúc mà nghĩ là ôi bây giờ lại phải đi học lại, xong lại đi học với các em khóa dưới, xong ngày nào cũng phải lên lớp điểm danh, nó thật sự oải luôn. Thế nên là nghe mình đi, các bạn học lại được vào thời điểm nào trước năm 4 thì các bạn học, các bạn có thể tranh thủ vào kỳ hè, mặc dù học phí nó hơi đắt hơn một chút, nhưng còn hơn là các bạn để đến tận năm 4, các bạn tích lũy một đống vào năm 4, xong rồi đến năm 4 các bạn có rất là nhiều việc khác và rất là nhiều mối quan tâm khác, lúc đấy các bạn sẽ không thể tập trung được đâu. Tương tự như những cái môn mà các bạn muốn học lại, thì những cái môn mà các bạn muốn học cải thiện, các bạn cũng nên cải thiện sớm nhất có thể, vào cái thời điểm phù hợp nhất có thể, đừng để đến năm 4 mới cải thiện. Với những bạn chưa biết thì những cái môn mà chúng ta cần cải thiện là những cái môn mà chúng ta đã đủ điểm qua rồi. Ví dụ như là chúng ta được D rồi, S mới trượt nha mọi người, chúng ta được D rồi, chúng ta được C rồi, nhưng mà chúng ta muốn cải thiện nó lên A, lên B cộng, lên B để cải thiện cái GPA và CPA á mọi người. Đó, thì đó là những cái môn cải thiện nha. Nó không bắt buộc, nhưng mà nếu như các bạn muốn cải thiện điểm cho tốt hơn thì các bạn có thể đăng ký học cải thiện. Và cái việc cuối cùng mà mình tin là các bạn sinh viên năm 1, năm 2, năm 3 cần phải biết, đấy là hãy biết cách kiểm tra điều kiện tốt nghiệp của bản thân. Đừng để năm 4 rồi vẫn không biết kiểm tra điều kiện tốt nghiệp của bản thân ở đâu, và không biết xem là bản thân có đủ điều kiện để tốt nghiệp hay không. Nếu như là bạn, một sinh viên bách khoa đang xem video của mình, thì hãy theo mình nhá, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách check cái điều kiện tốt nghiệp của các bạn. Đây nha các bạn nha, đầu tiên nếu như các bạn muốn check cái điều kiện tốt nghiệp thì các bạn hãy vào cái trang web mà ctt.sis.hus.edu. Mình nghĩ là cái trang web này thì rất là quen thuộc với các bạn rồi, bởi vì là các bạn sẽ vào đây để các bạn check điểm nhập kỳ mới nhất, và các bạn sẽ check cái thời khóa biểu tạm thời, rồi là nói chung là check những cái thông tin về các bạn ạ. Đó, thì mình nghĩ là nó rất là quen thuộc với các bạn rồi. Thì bây giờ các bạn vào cái trang web đó giúp mình nha. Mình cũng sẽ vào cùng các bạn luôn. Đó. Bây
Bây giờ các bạn sẽ đăng nhập này. Sau đấy thì nó sẽ ra cái giao diện chính đúng không? Đó. Đây nha mọi người, đây sẽ là cái giao diện chính này. Bây giờ mọi người sẽ bấm vào chỗ chương trình đào tạo. Sau đấy mọi người bấm tiếp vào cái chương trình đào tạo sinh viên. Đó, thì nó sẽ ra giao diện như thế này. Đây mọi người, đây là các môn trong chương trình đào tạo. Mọi người bấm vào đây để mọi người check này. Đó, đây sẽ là list các môn mà mọi người sẽ phải học. Sau đấy, ở cuối nó sẽ có cái dòng kiểm tra điều kiện tốt nghiệp. Các bạn bấm vào đây, nó sẽ ra cái định hướng. Tức là định hướng các bạn tốt nghiệp ngành nào á. Đó, đây là ngành của mình, kinh tế công nghiệp. Bây giờ mình sẽ bấm vào kiểm tra nhé. Đây các bạn, nó sẽ hiện lên là mình chưa đủ điều kiện tốt nghiệp. À không đủ điều kiện tốt nghiệp, bởi vì là mình vẫn còn thiếu các môn này. Đây là các môn mà học kỳ vừa rồi mình đã học ạ. Đó, mình đã học, mình đã thi nhưng mà chưa lên điểm. Thế nên là nó vẫn tính là học phần thiếu. Và mình vẫn chưa làm đồ án tốt nghiệp luôn. Thế nên là nó khẳng định luôn là không đủ điều kiện tốt nghiệp. Còn điểm TOEIC của mình thì đã ok rồi. Đó, đã lớn hơn 500. Thì đó, mọi người có thể vào cái trang web đấy để mọi người check xem là mọi người đã đủ điều kiện tốt nghiệp hay chưa. Bởi vì có rất là nhiều bạn mông lung không biết là xem là kiểu mình đã đủ điều kiện tốt nghiệp hay chưa ấy. Và mình không biết là mình phải làm gì để mà mình có thể đủ điều kiện tốt nghiệp, hay là mình học sót những cái môn nào, những cái học phần nào. Mà có khi là sót mà các bạn không có biết nha. Các bạn không để ý là các bạn không biết đâu. Vì thế nên là hãy vào đó check đầy đủ xem là bản thân còn học thiếu cái học phần nào, học thiếu môn nào để mà biết mà đăng ký nha. Ok, và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Mình mong là những chia sẻ trên đây về trải nghiệm của một sinh viên năm 4 thì sẽ có ích cho các bạn sinh viên năm 1, năm 2, năm 3, các bạn sinh viên chưa ra trường. Và tin mình đi, hãy làm những cái điều đó trước khi quá muộn nha. Giờ thì bye bye, hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.